quý vị, An Giang là một trong những tỉnh có diện tích sản xuất lúa lớn thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long. Việc áp dụng công nghệ 4.0 đang được ngành nông nghiệp tỉnh quan tâm. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, công nghệ máy bay không người lái phục vụ phun thuốc bảo vệ thực vật trên lúa bắt đầu phát triển khá mạnh. Đây là hoạt động nằm trong dự án triển khai ứng dụng công nghệ cao vào canh tác nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nông dân, góp phần chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp thông minh và bền vững. Đây là buổi trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị công nghệ drone, máy bay không người lái tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú. Thiết bị công nghệ drone là sản phẩm mang tính tự động cao, có thể xác định chính xác lượng thuốc cần phun xịt cho một diện tích nhất định. Vừa qua thì em cũng thấy thì nó làm trên cái máy bay thì cũng cái hiệu quả cũng đạt rất là cao. Thì so với lúc trước thì mình anh em quải cái bình máy đó thì cái lượng thuốc thì nó hao hơn cái xịt cái máy bay nhiều. Đó, cái bình lúc trước thì xịt tay thì một bình bây giờ khoảng 12 ngàn một bình. Thì mình xịt ở trên cái một chục cái công điện của mình đó, một hết đó, thì nó nằm ở tầm khoảng là từ một bình gửi thuốc là bình tay. Còn trên cái bay đó, thì mình xịt là một bình một là nó xong cái miếng ruộng. Thiết bị drone phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái rất tiện lợi, giúp người nông dân giảm bớt gánh nặng trong việc mang bình thuốc trên vai để đi phun. Drone có thể giảm thất thoát 30% thuốc bảo vệ thực vật trong phun xịt, giảm nhân công lao động, giảm giá thành, tiết kiệm 95% nước, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời chất lượng nông sản đồng đều, tránh tồn dư quá chất trên sản phẩm sau thu hoạch, thuận lợi cho việc liên kết tiêu thụ. Từ ưu điểm vượt trội của máy bay phun thuốc so với phương pháp truyền thống, đến nay, nông dân xã Thạnh Mỹ Tây đã đầu tư được 17 máy, vừa phục vụ cho ruộng nhà, vừa làm dịch vụ cho bà con trồng lúa lân cận, nhằm bắt kịp xu thế trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào nông nghiệp. Việc cái ứng dụng này thì trước tiên thì bà con đã thực hiện chuyển đổi rất là mạnh mẽ. Thứ nhất là giảm được cái phân, giảm được thuốc và giảm được cái công mà đi xịt. Trước thực trạng thiếu lao động như hiện nay, từ nguồn hỗ trợ của dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Hòa, xã Dòng Đông, huyện Thoại Sơn đã đầu tư thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, xả lúa, rải phân phục vụ hoạt động sản xuất lúa cho các hội viên trong Hợp tác xã. Theo tính toán của Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Hòa, với 320 hectare của các thành viên trong Hợp tác xã, trước đây phun bằng bình máy, mỗi lần phun cần từ 8 đến 10 xã viên để thực hiện công việc trong 12 giờ. Thì giờ đây, việc sử dụng thiết bị bay không người lái, chỉ cần một xã viên có thể hoàn thành công việc phun thuốc bảo vệ thực vật cho 320 hectare trong thời gian từ 6 đến 7 giờ. Hợp tác xã thì bây giờ là cái nhân công nó không có, giờ là mỗi lần mà xịt thuốc này kia thì mình kiếm nhân công đâu nó rất là khó. Còn bây giờ mình mua máy về để làm cho thành viên trong hợp tác xã thì nó rất là chạy việc mà lại là hiệu quả cho bà con thành viên trong hợp tác xã. Nói chung nó một cái máy bay thì bằng cỡ khoảng chừng 50-60 người thủ công xịt tay. Từ hiệu quả của thiết bị công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái, thời gian tới các cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ triển khai thực hiện trên diện rộng trên địa bàn, đồng thời vận động các hộ có thiết bị drone thành lập các tổ hợp tác để liên kết sản xuất nhằm giúp nông dân mạnh dạn thay đổi tập quán truyền thống, chuyển đổi sang hình thức phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái, góp phần đưa cơ giới hóa 100% từ khâu xuống giống đến thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh. Toàn xã Thạnh Mỹ Tây thì được 3 cái hợp tác xã, thì trong đó 2 cái hợp tác xã là nông nghiệp. Thì hiện nay thì cũng ủy ban, đảng ủy ủy ban cũng xây dựng cái kế hoạch để mà chuyển đổi cho bà con là về cái thứ nhất là liên kết cái sản xuất tiêu thụ bao tiêu cái sản phẩm. Cái thứ hai nữa là sẽ chuyển đổi về cái công nghệ, đặc biệt là cái công nghệ 4.0 để bà con mình ứng dụng trong cái sản xuất để mà giảm giá thành cũng như là tăng cái thu nhập. Theo như tôi nghĩ là bây giờ nếu mà các mấy hợp tác xã nông nghiệp thì diện tích lớn thì nên đầu tư vô sắm những máy bay để mà phục vụ cho hợp tác xã là tốt nhất. Từ kết quả mang lại cho thấy, công nghệ thời 4.0 giờ đã len lỏi đến từng mảnh vườn thửa ruộng và việc nông dân ngồi nhà thao tác trên điện thoại di động để điều khiển việc sản xuất đã không còn xa lạ. Những cánh đồng được cơ giới hóa từ mặt đất đến phun thuốc, quản lý dịch hại từ trên bầu trời đã mang đến sắc thái mới cho nông nghiệp.
ứng dụng công nghệ máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ dịch hại trên cây lúa thay cho phun xịt thủ công của con người là xu hướng tất yếu khi tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô cánh đồng mẫu lớn.